Với nhiệt độ trung bình lên đến 40 độ C tại Melbourne, các nhà chức trách đã yêu cầu hơn 30.000 du khách rời khỏi vùng này. Cháy rừng lan rộng được dự đoán sẽ nghiêm trọng hơn tại 7 trên 9 bang trên toàn Australia. Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo về nguy cơ đóng cửa đường cao tốc Greens, tuyến đường chính trong khu vực. Dự kiến nhiệt độ sẽ tăng mạnh tại New South Wales. Tính tới thời điểm này, gần 900 ngôi nhà đã bị hư hỏng và hơn 3,48 triệu hecta rừng bị thiêu rụi tại New South Wales, trong khi cháy rừng vẫn đang tiếp tục lan rộng trong khu vực.